Xin chào các khán giả của kênh Thể thao 5.1. Hôm nay chúng ta hãy cùng Mr. Jackie phân tích và nhận định về trận chung kết Europa League giữa hai đội Sevilla và AS Roma vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đây chính là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đối với cả hai đội bóng. Sevilla đã chính thức đầu hàng Real Betis trong cuộc đua top 6. Còn nếu AS Roma thắng trận đấu này thì họ không cần phải nghĩ đến việc đua top 4 ở Serie A nữa, bởi vì khi đó mặc định đội chủ sân Olympico có suất dự Champions League mùa sau. Bên này chiến tuyến, Sevilla cho thấy bộ mặt thất thường với chuỗi thành tích 1 chiến thắng, 2 hòa và 1 thất bại sau 4 lần ra sân gần đây ở đấu trường quốc nội. Theo thống kê, hàng công của đội bóng xứ Andalusia thi đấu bất ổn với 3 bàn thắng. Trong khi đó thì tuyến sau của họ chơi thiếu tập trung và đáng trách khi để thủng lưới tổng cộng 4 lần. Nếu tiếp tục duy trì tình hình như hiện tại thì đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mendilibar sẽ tiếp tục hụt chức cúp vô địch Europa League. Hơn thế nữa, đội bóng thành Seville vẫn gặp vấn đề ở tuyến giữa và chấn thương của tiền vệ Fernando khiến mọi thứ khó khăn hơn. Với kinh nghiệm dày dạn của huấn luyện viên Jose Mourinho nên chắc chắn ông sẽ biết cách tận dụng yếu điểm của đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan. Bên cạnh đó, dù đang sở hữu thành tích bất bại trong 3 lần đối đầu gần nhất với đại diện của Italia và giành được đến 2 chiến thắng trong số đó, nhưng rõ ràng để Sevilla lặp lại được kết quả tương tự trong trận đấu sắp đến là không dễ chút nào. AS Roma đang được dẫn dắt bởi người duy nhất Jose Mourinho, người từng đăng quang Europa League và đồng thời cũng hiểu khá rõ về Sevilla. Đội bóng áo bã trầu đang có trong tay nhiều yếu tố thuận lợi trước trận đấu này, nhưng điều đó cũng không thay đổi thực tế rằng họ là những kẻ không hề được đánh giá vượt trội hơn. Đội chủ sân Olympico có 4 kết quả bất bại trong 5 trận gần nhất và trên đường đến trận chung kết. Họ đã loại Real Sociedad, một đội bóng cũng đang chơi ở giải Tây Ban Nha. AS Roma cũng có thêm động lực từ chiến thắng gần đây trước Bayer Leverkusen và nếu tính trong 14 trận đã đấu ở Europa League mùa giải này, đội bóng thành Rome không thua đến 9 trận và thắng 6 trong số đó. Nhận định của Mr. Jackie. Chào các anh em, rõ ràng cả hai đội đều cân sức cân tài, dữ liệu thống kê và odds đã thể hiện rõ điều đó. Nhưng đối với nhà vô địch ngoại yếu hay họ còn phải may? Sau đây tôi sẽ cùng các anh em đi chi tiết và yếu tố may mắn hay nói theo tâm linh là đội Tân Vương sẽ là đội thiên thượng đã an bài. Trước tiên chúng ta bắt đầu với Sevilla. Đây là đội bóng hễ vào chung kết Europa League là sẽ vô địch. Ở mùa giải này Sevilla bị rớt xuống từ Champions League. Trận đấu đang chú ý nhất của họ là trận đấu ngược dòng không tưởng trước Man United tại lượt đi. Khi bị dẫn trước 2-0, họ đã có cú lội ngược dòng không tưởng ở 10 phút cuối để có được kết quả 2-2 ở lượt đi. Và ở trận lượt về họ đã kết liễu Man United với tỷ số 3-0. Man United thua do mắc liên tiếp các sai lầm ở hàng phòng ngự với sự yếu kém của trung vệ Harry Maguire và thủ môn De Gea ở cả hai lượt. Đây là một chiến thắng xứng đáng của Sevilla chứ không có yếu tố may mắn. Man United đã tự thua. Ở các trận đấu trước đó của Sevilla với đẳng cấp vượt trội, họ đã đều vượt qua Fenerbahce và PSV với các tỷ số áp đảo trên sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan và thua với cách biệt tối thiểu ở trận lượt về. Có thể nói Sevilla tới chung kết với thực lực vượt trội. Về phía AS Roma, họ đi tới trận chung kết này được đó là điều thần kỳ. Hành trình của AS Roma tại Europa League là khá gian nan. Chúng ta đã biết ở vòng bảng Europa League, AS Roma đã suýt bị loạt. Họ chỉ may mắn có được vị trí số 2 để đá vé playoff với đội rơi xuống từ Champions League ở vòng đấu cuối. Trong trận đấu quyết định với Helsinki, họ đã may mắn có được tỷ số 2, một khi VAR đã từ chối siêu phẩm sút xa gỡ hòa 2-2 của Helsinki. Và ngay cả đến trận đấu cuối phân định ngôi nhì bảng với Ludogorets trên sân Olympico, cũng nhờ có VAR mà Jose Mourinho cùng các học trò mới có được điểm số quyết định để điền tên mình vào vòng playoff. Trong loạt trận playoff và 1/16 với Sanbuk và Sociedad, các học trò của ông Mourinho đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để vượt qua các đối thủ của mình, bất chấp lực lượng sức mẻ do chấn thương. Họ đã vắng một loạt các trụ cột như Diabla, Tammy Abraham, Zeki Celik Ibanez, Leonardo Spinazzola. Người đặc biệt có lúc từng bông bùa, đội hình tôi chỉ có thế không phải đoán. Rõ ràng là AS Roma mùa này tại Europa League họ là một đội bóng mang đậm chất Mourinho nhất. Họ biết cách phá lối chơi, làm đối thủ nản lòng. Điển hình là hai lượt trận đi và về bán kết giữa AS Roma và Leverkusen. Fan của bóng đá tấn công phải thốt lên lối chơi của AS Roma là phản bóng đá. Nhưng có lẽ trận cầu đáng chú ý nhất mà chúng ta cần quan tâm, mổ băng xem lại nhiều nhất là trận đấu tứ kết giữa AS Roma và Tân Vương giải vô địch quốc gia Hà Lan, Feyenoord. Ở trận lượt đi, AS Roma đã thất thủ 0-1, đội trưởng Pellegrini đã sút hỏng một quả 11m. Trong trận lượt về dẫn trước Feyenoord 1-0 từ phút 60 nhưng đến phút 80, Feyenoord đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Người hâm mộ của AS Roma và các fan của Jose Mourinho tưởng như AS Roma sẽ phải chia tay giải đấu thì đúng phút 89, Hoàng tử Thành Rome, Paulo Dybala đã có pha xuất thần nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu kéo dài thêm 2 hiệp phụ và AS Roma đã đi tiếp với tỷ số 4-1 chung cuộc. Ngoài ra, đội bóng vô địch là đội bóng có các cầu thủ có kinh nghiệm đá chung kết. Hiện tại, Sevilla dù là đội bóng có truyền thống vô địch Europa League nhưng trong đội hình hiện tại của họ chỉ có Ivan Rakitic, Acuña, Navas là từng chơi ở các trận chung kết. Phía bên kia, AS Roma có khá nhiều nhà vô địch. Ngoài đội hình đã có kinh nghiệm vô địch cấp C3 năm ngoái, thì hiện tại họ có nhà vô địch World Cup Dybala, nhà vô địch Euro Spinazzola, Rui Patricio, Cristante và nhà vô địch Champions League Wijnaldum, Tammy Abraham, nhà vô địch Europa League Matic. Có thể nói AS Roma là đội bóng có khá nhiều cầu thủ có kinh nghiệm đá chung kết. Từ các phân tích ở trên, lựa chọn của tôi trong trận đấu này là AS Roma sẽ là tân vương của Europa League. Chúc các anh em may mắn.